chúng bước theo anh. Rất là mới đẹp, thùng vỏ gỗ sơn sần các bác nhé. Anh em đi làm sự kiện thì chắc chắn rằng là có thể là bị va đập, bị mưa gió, cho nên là nếu muốn đi sự kiện bền bỉ và lâu dài thì chúng ta sẽ chọn những cái dòng sản phẩm của B3. Với sản phẩm này là thùng gỗ, mỗi trên mỗi một thân thùng này có hai quả bát từ 220 côn 100. Công lực của quả này nó rơi vào tầm 1000W khi khởi động. Đánh một quả ở không gian này nó đã đẳng cấp rồi. Về đặc trưng của dòng súp B3, đó là về cái hình thức thiết kế của nó vuông vắn đẹp. Đấy. Cái thứ hai là về chất âm của dòng B3, nó là dòng súp có độ mềm mại, êm ái. Và nó chỉ thua mỗi dòng súp của JB thôi. Nếu để nói rằng anh em đi làm sự kiện mà mua được cái cặp súp B3 này, thì chúng ta đi làm sự kiện nó rất là bền bỉ. Và cái thứ hai là cái độ lan tỏa, rồi là cái thu hút khách hàng rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bác đánh súp B3 thì không những nó có lực mà nó lại còn rất là êm ái, mềm mại. Cho nên là khi chúng ta nghe, chúng ta không cảm thấy bị chối, bị sốc, giống như dòng súp của Trung Quốc. Đấy. Cho nên là khi mà lên sự kiện, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta hát hò hay là ăn uống, mà nếu như chúng ta mà nghe cái dàn nhạc mà nó mềm mại, êm ái, lọt tai thì nó sẽ rất là dễ để thu hút khách hàng. Nhiều khi chúng ta đi đám cưới, chúng ta gặp những cái bộ dàn âm thanh nó chả đâu vào đâu cả, nghe nó chối dã man luôn. Em nghĩ rằng là nếu như thế thì chỉ một lần chúng ta đến làm sự kiện thì lần sau người ta không bao giờ ta gọi nữa. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là những anh em mà chịu khó tìm hiểu, chịu khó đầu tư, chúng ta thấy càng ngày càng đông khách. Bởi vì chúng ta biết lựa chọn những sản phẩm nào nó có thể phù hợp. Chứ còn nếu như mà đánh mà nó sốc quá thì đôi khi là chúng ta nghe nó chát chúa, nó rất khó chịu. B3 nó rất đi vào lòng người các bạn. Hình thức thiết kế đẹp, và đặc biệt là đôi này là đôi thùng gỗ. Đấy. Z218 25 mã. Với công suất của nó đây 1000W, độ nhạy 97 dB. Dải tần đáp tuyến của nó là 40Hz cho đến 300Hz. Khối lượng của nó là 83kg, đánh ở trường kháng 4 ohm. Tức là hai con này được mắc song song. Hai con bát này mắc song song. Hàng bao zin tuyệt đối luôn cho các bác.
Với đôi súng này hiện tại đang có giá chỉ 21.500.000 đồng, rẻ hơn thị trường tầm 1 triệu đến 2 triệu đồng. Đấy, hàng nhà em thì nói chung là hàng tuyển. Các bác nhìn kể cả những hàng thùng to như thế này, những hàng mà khủng bố như này, và những cái hàng mà chịu va đập như thế này. Đấy, thường là xúc ghép thì rất nhiều khi là chúng ta mua chúng ta mới thấy rằng là nó xước sát thùng và xấu hơn rất nhiều. Nhưng mà riêng với dòng xúc nhà anh Phương Tuyển thì nó gần như đẹp như mới. 21.500 cho cặp xúc ghép này. Anh em nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em với số máy 0971998555. Hiện tại thì hàng đang có sẵn và hàng bao zin tuyệt đối cho các bác nha. Bao zin trọn đời. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Còn nếu chơi không hay, không lấy tiền luôn, riêng dòng xúc B3, nói một cách vuông và ngắn gọn, nó là chỉ thua mỗi xúc JBL thôi. Đấy, chứ còn nếu mà nói xúc B3 mà đi làm sự kiện có khi còn hơn cả JBL. JBL chúng ta đánh ở trong không gian nhỏ thôi. Chứ còn nếu mà chịu đòn, chịu áp lực thì JBL nó lại không phải cái dòng chịu đòn, chịu áp lực như cái dòng B3 này được. Đấy, cho nên anh em nào đi làm sự kiện chúng ta làm một đôi này. Đấy. Số máy của em là 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều.